Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có cái chai mà đại bàng lửa này. Đơn hàng này là của chú Tổng ở Long An mang về để sử dụng cho cây lúa nhé. Sử dụng cho lúa và một số loại cây ăn trái nữa. Một thùng như này thì nó sẽ có khoảng tầm 40 chai loại đại bàng lửa này nhé. Thuốc này thì nó mát thôi, thế nên là các anh chị có thể sử dụng cho cây khi đang nuôi hoa nuôi quả vẫn được nhé. Còn lúa thì nó sẽ trị được những con sâu cuốn lá, con bọ trĩ, con rầy. Trên cây quả thì cây ăn quả thì mình có thể sử dụng để trị con rệp sáp và cái con sâu đục quả. Rệp sáp nếu mà đang bám trên lá thì mình sử dụng cái này mình phun xịt lên. Một chai này là dùng được khoảng tầm 200 lít, chai 240ml. Liều lượng pha là một chai 240ml pha cho phi 200 lít nước và thời gian cách ly của thuốc là 7 ngày. Trong trường hợp mà những con rầy con sâu mà nó đã kháng thuốc rồi thì các anh chị nên sử dụng kết hợp cùng với một trong số các loại gói như thế này nhé. Có khả năng diệt trừ nhiều loại côn trùng miệng nhai và chích hút như rầy xanh, bọ trĩ, rầy nhảy, rệp sáp, mọt, đục cành, sâu đục quả và sâu cuốn lá, đục thân. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em nhà mình có nhu cầu sử dụng cái thuốc đại bàng lửa này thì cũng có thể là liên lạc với em qua hai số ở trên màn hình nhé. Cái dòng số bên trên của em là có Zalo nhé. Và cô chú anh chị em nhớ đăng ký kênh em để tiếp tục theo dõi những video mới về nhiều loại cây trồng khác nữa nhé.